Xin chào tất cả các bác nhé. Thì ngày hôm nay em lại quay trở lại với một cái video ngắn đây các bác ạ. Thì đây là cái cây dao đã bị mẻ nhá. Thì là em đã lên chỗ ông vàng đã chỉnh sửa lại rồi các bác. Em đã chỉnh sửa lại cây dao này rồi nhá. Và giờ nó rất là long lanh luôn. Đây các bác này. Không có vấn đề nhá, trước là nó mẻ rất là to này. Đấy, bác vàng bác đã chỉnh sửa lại thì các bác đã vừa xem cái video vừa rồi đấy là chỗ bác vàng đã sửa lại con dao này cho em nhé. Và em đã mài lại. Giờ nó sắc lắm rồi. Giờ em sẽ thử nó xem như thế nào. Nhà em thì chẳng có cây gỗ nào nó cứng cứng cả các bạn. Nói chung là lấy lại một cây chặt cho bác xem như nào nhé. Em hạ máy xuống một chút. Em lấy lại một cây như này. Nhà em chẳng có cây gỗ cứng nào. Nói chung là cây này cũng khá là cứng rồi. Ui, các bác thấy té lửa đâu? Đây các bác nhìn thấy té lửa không? Em vừa nhìn thấy té lửa ra luôn. Sửa lại các bạn ạ. Bây giờ nó mới là ngon này các bạn này. Bây giờ nó mới là chắc chắn này. Không một gọi là tì vết. Đấy, sờ cái đoạn này em cũng thấy nó ấm ấm nhưng các bạn nhá. Cây này là cũng là dạng là cây khá là cứng đấy. Sông này, trời ơi, bà đinh ấy, nhiều đáo đinh như nó. Vâng, nãy con tay thế, cháy lửa ra. Cây này cứng đấy các bạn. Cái đoạn này nó mục rồi. Đoạn ngoài nó mục rồi, không ăn thua. Đã vào bên trong trong một tí cơ. Đấy, ui. Cây này sửa lại. Ok các bạn nhá. Cây này em nghĩ còn nó còn cứng hơn được chút đấy. Vẫn không đứt được khúc này. Ôi, vẫn nguyên xì nhá. Được không nhá? Em nói thật với các bác là em không phải là nói thế nào đâu, nhưng mà đến giờ này là cái này giờ là rất là rắn chắc rồi này. Cái này được đấy các bạn. Không biết là chặt xương trâu nó có mẻ nữa không, nhưng mà với cái tầm lực em chặt thế này vào cái cây này ấy, cực kỳ cứng luôn các bác xem này. Chặt cứ nảy ra thôi. Hôm nay lên video ngắn cho các bác biết rằng là hỏng ấy các bác chỉ cần đi nhờ bác sửa lại là ok. Em chặt nốt không đứt rồi. Đây các bác nhá, không đùa luôn. Mệt quá rồi các bác. Mệt rồi. Không chơi được nữa. Ui vẫn sắc nhá. Rồi em đi kiếm á. Cái là chúa cho bác xem. Không phải là em khoe mẽ hay như thế nào các bác nhá. Nói chung là em chặt nó như thế. Hiện tại là nó chịu lực được như thế. Còn à, về các bác sử dụng thế nào thì em không rõ cho lắm, nhưng mà với con này này ok các bác nhá. Em chặt mấy phát nữa cho các bác xem. Cây này cứng đấy nhá, hình như là cứng nhất trong nhà em. Đây, thôi
Khoan cả thứ. Một thước để đấy thôi. Em chặt bạc này không sao không? Cua hết cả tay rồi các bác. Đây, cho các bác xem thật kỹ nào. Tí đã bảo em là thế nó thấy kia. Đây các bác nhá. Không đùa luôn tí nào luôn. Con này để sau em test trưng trâu tiếp. Độ sắc vẫn còn bác nhá. Độ sắc vẫn còn. Đây, em cọ cọ đây vẫn độ sắc vẫn còn ok. Vẫn được. À, có người tuần lịch đây. Chắc là không cắt ở đâu. Vì chặt từ nãy rồi. Không cắt được các bác ạ. Nhưng mà em sờ tay thì vẫn sắc. À vẫn đứt này các bạn này. Vẫn đứt này. Em lấy tiếp là chuối cho bác xem. Cái này chắc là em để dùng không? Bác này. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Cùn. Cùn rồi các bạn. Nhưng mà cái tầm mà chặt gà chặt vịt thì con này vượt qua hết các bác nhá. Lọ lần nữa các bác xem. Các bác xem tỉ mỉ lưỡi dao nhá. Em không đùa thế nào luôn, con này bây giờ là sao nó khỏe thế. Hay là cái gỗ này nó cũng gọi là cứng mà, các bác nhìn này. Cứng mà. Đây. Cứng lắm. Đây, gỗ cứng mà. Cứ nhìn xuống con dao nó sợ giật giật mình tưởng là nó mẻ. Nó không mẻ các bác. Được. Nói chung là em lên một cái video ngắn ngắn để cho các bác cảm nhận là cái ông vàng làm cái lưỡi rất là tốt. Có thể là nó không được bén như cái lưỡi khác. Đấy, nhưng mà nó hiện tại giờ em sờ này rất sắc rồi. Rất còn sắc bình thường. Nói chung mệt các bác ạ, toát mồ hôi. Đấy, vừa hợp đập có mấy cái thôi. Đây, con dao bị mẻ các bác nhá, đã sửa lại nhá. Thì bác nào hỏng hay thế nào thì cứ gửi lại em để em bảo bác vàng làm lại cho. Thì các bác vừa xem cái video vừa rồi đấy, thì em lên cái video ngắn thế này. Hiện tại là chỗ bác vàng với chỗ bác lử đi làm cúng ma khô. Đấy, theo tục lệ của người Mông, cúng ma khô các bác nhá. Thì các ông ấy chưa các ông thợ chưa làm được dao các bác ạ. Đấy. Hít luôn. Đây. Nguyên xi nhá các bác nhá. Con dao bị mẻ nhá các bác nhá. Ok luôn. Bây giờ con này à, em có một ý kiến này các bác này. À, nếu mà em test xương trâu ấy thì em cũng không muốn rằng là mọi người nói em như kia, nhưng mà các bác nào muốn em test xương trâu ấy thì các bác hãy cho em một like. Để em biết được là cái số lượng người like, người thích để em test xương trâu với con dao này, với dạng dao thế này. Thì các bác giúp em hoặc là nhắn tin cho em để em tiếp tục thử cái xương trâu với con dao nhé. Không phải là em khoe mẽ con dao, em nói lại. Vì con dao chặt xương trâu nó sẽ quá sức. Bao nhiêu nhiều đấy, nó quá sức với con dao này. Nhưng mà em tò mò em muốn biết cho nó chịu đựng được nữa không. Đây không phải là làm để thách thức cái gì cả. Em chỉ muốn tò mò thôi các bác nhé. Tò mò xem nó có chịu được không. Xem nó có mẻ nữa không. Đó các bạn. Thì đấy là cái em tò mò nhé. Còn các bác đồng ý với em là sẽ tiếp tục mua xương trâu về trả tiếp. Thì các bác cho em một like để em biết rằng là nó sẽ như thế nào. Đấy thì như vậy. Còn các bác là không đồng ý thì các bác có thể bấm ít like hoặc là nhắn tin cho em là không đồng ý. Thật sự các bác như vậy thì em tiếp tục có thể là 3-4 hôm nữa em sẽ dành con dao là mài thật sắc. Đó, sau đó là em mài thật sắc thôi. Còn em thử em chặt tiếp xem có được hay không với cây dao này. Đấy, trước nó bị mẻ các bác nhá. Các bác còn nhớ đây những cái nốt những cái tay nắm được không? Không điêu ngoa một tí nào các bác nhá. Nói gì có gì nói vậy các bác nhá.
Đấy, cái dao mẻ đấy, cái hình ảnh trước các bác còn nhớ đấy. Thôi thì em lên một cái video ngắn vậy thôi. Em nói lại là em không khoe mẽ dao nhà ai tốt hay nọ kia các bác nhá. Em tò mò thôi, em tò mò và em muốn một con dao bình thường như thế này có làm được cái việc đó hay không. Cuối cùng thì cũng chào các bác nhá. Em xin chào nhá.